Việt có làm cái video clip là test cái áo này đó, chà chà bằng chải bài bò để coi thử cái độ bền cái màu đó. Chỉ là cái áo thôi, bây giờ hôm nay nè Việt sẽ chà cho anh chị em xem một đống áo dài luôn nha. Đây là 7-8 cái áo dài luôn đó, để cho anh chị em xem mấy cái áo dài mình trưng bày đó, thử nghiệm ngoài nha. Và xà bông này Việt đã ngâm một ngày một đêm rồi, hơn ngày một đêm luôn, được ngâm để cho nó ra những cái dơ bẩn bụi bẩn ha, mình trưng bày bụi bẩn này nọ đó. Rồi đây là áo dài trắng vẽ hoa quỳnh và chim công chưa. Rồi Lâm Liên Việt sẽ chà ngay luôn, không cần phải bò gì hết. Đây chà từ trên dưới luôn nha. Đây xà bông nè, chưa đây Việt đã làm để chứng minh mọi người là không có việc bong tróc nha. Trừ khi là mình không muốn xài nữa thì mình vứt thôi, chứ không có bong tróc. Bây giờ á, có muốn tróc nó cũng không tróc nổi nữa. Bây giờ có muốn cào nó để nó tróc ra nó cũng không tróc nổi luôn nha. Việt chà hết nhiều áo dài cho anh chị em xem. Và bây giờ Việt sẽ nhúng nước nè. Đây tại vì mỗi cái áo mình sẽ chà một tí cho anh chị em xem. Đây đó, thấy chưa, còn nguyên vẹn không, thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa. Đây trời ơi, chà nó còn sạch, nó đẹp hơn nữa đó ha. Đây nè, thấy chưa. Rồi tiếp tục chà tiếp cái thứ hai. Đây lựa cái áo và áo gì cũng được hết đó. Đây màu tối nè, áo dài màu tối nè, chà tiếp. Rồi dính xà bông chà. Đây chà đủ hết luôn nha, đủ hết luôn. Rồi ok chưa, trời ơi chà thoải mái luôn mà chị em ơi, thoải mái luôn. Việc nói là nguyên tắc là nguyên tắc vậy thôi, chứ sự tự màu của việc là yên tâm mà khỏi lo lắng vấn đề luôn nha. Rồi sẽ hướng nè, ở đây rồi mình sẽ đưa hình cái lên cho mọi người xem nha, chưa nè. Rồi ok chưa, sao còn bóng đẹp hơn đúng không. Đây ok chưa. Rồi hai cái tiếp tục, đây cúc đại đó chà luôn. Chưa, chưa, trắng tinh
toàn áo về mới không nha. Đây là những cái áo về mới, toàn bộ là áo về mới hết. Thì việc dạy cho học trò đó thì việc thị phạm với là việc vẽ lên mẫu cho các anh chị học trò học viên để xem đó, xem gì có quy trình áo dài như nào đó, cho nên là những áo dài này áo dài mới hết, mốt bị thanh lý luôn ha, bị thanh lý hết rồi. Đây những này không gian rất to, phong cảnh rồi, cái này là trà thoải mái luôn nha. Bởi vì nói thì cái quy nguyên tắc á thì cái nó dài rồi nó phải mỏng, mình không có bỏ vô nó dài đó, và mình không có được lấy bằng chải bằng trà, đó là quy tắc thôi. Còn cái đối với mẫu của vị thì thoải mái, anh chị em cứ trà, cứ trà giờ quá cái lấy bằng chải trà vậy thôi, đi ngoài đường nó quấy cái gì đó cứ lấy mình chải trà, không ảnh hưởng gì hết, không có sợ vấn đề gì luôn. Miễn sao là khi mà mình vẽ xong mình phải thực hiện đúng những cái bước quy trình như là người ta hướng dẫn, được hướng dẫn cho anh chị anh em khách mua màu đó, thì nhớ vẽ xong là phải làm cái gì, phải làm đúng như vậy nha, chứ mới vẽ xong thì không có được mà nó chưa có khô, không có được đi giặt liền nha, cho nên là nói rõ anh chị em hiểu. Rồi, hai đầy quá rồi thì không có những đường nữa. Thôi, quay gần nó vẫn thấy mà đúng không? Đây chưa? Đây. Ha. Rồi, quay trên nè. Thấy rõ ràng chưa, có bị gì không? Yên tâm đi, việc sẽ xả nước xong rồi việc sẽ quay phim lần nữa cho anh chị em kiểm tra sau khi đã khô nha. Đây. Quá trời luôn. Trà tiếp. Cá ba đuôi nè, già luôn. Trên mẫu đơn già á, cái hình vẽ mình nó còn mới nữa, sạch nữa chứ nè. Đây chưa? Rồi, còn nhiều lắm, để cái nào việc cũng trà hết ha, để cho anh chị xem. Rồi bây giờ thời gian có hạn thì việc chỉ nói một điều là anh chị em mua màu việc là yên tâm và sử dụng nha. Rồi, xin chào mọi người.